chủ tịch, kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, tôi xin trình bày cái bài thuyết trình của chúng tôi. Đây là cái công nghệ chúng tôi thử nghiệm 100% tuần hoàn được 100% chất thải và nước thải. Thì cái mục tiêu ở đây thì chúng tôi xin nói sơ đó là chúng tôi muốn ứng dụng quy trình này để kiến tạo một hệ sinh thái bền vững trong nuôi tôm và quy hoạch được cái vùng nguyên liệu lớn có chất lượng tôm thương phẩm tốt để chúng ta xuất khẩu và tiêu dùng nội địa. Đây là cái sơ đồ ao mà chúng tôi thiết kế. Thì đây là một cái mô đun, trong một hecta thì chúng ta có thể bố trí được một ao ương và một ao nuôi. Một ao nuôi có thể là 1.500 đến 1.800, nhưng mà theo các cái thống kê và các cái nghiên cứu thì ao nuôi chúng ta nên 1.500 đổ xuống để thuận lợi cho việc quản lý và lại thu gom chất thải tốt hơn. Trong cái mô hình này thì chúng tôi xử lý nước đầu vào là bắt buộc. Chúng tôi sử dụng vôi và chlorine để xử lý diệt các cái mầm bệnh ngoài vào. Nhưng mà trong quá trình nuôi á, thì chúng tôi tuần hoàn nước được 100%. Tức là nước ở ngoài vào là chúng tôi lấy ở đây, thì đánh xử lý vôi chlorine ở đây chuyển sang ao nuôi cá. Ao nuôi cá xong rồi chúng tôi chuyển sang qua cái lọc sinh học. Lọc sinh học chúng tôi chuyển sang cái ao nuôi rong và để ao sẵn sàng và cấp vào ao nuôi. Đối với ao nuôi thì chúng tôi cấp vào là cấp thẳng luôn, còn đối với ao ương thì chúng tôi cấp qua một cái hệ thống lọc, lọc hạt để lọc các cái chất thải, chủ yếu là chất thải. Thì trong cái quy trình này á, thì đặc biệt là cái ao sẵn sàng thì chúng tôi ứng dụng cái phương pháp sodic. Phương pháp này thì được Viện Hàn Lâm Thụy Sĩ nghiên cứu là dùng cái ánh sáng mặt trời để chúng ta diệt khuẩn. Thì họ đã thử nghiệm cái phương pháp này trong cái nước uống. Thì họ đã diệt khuẩn được 99% virus và vi khuẩn và 95% là động vật đơn bào. Thì ánh sáng mặt trời là một cái điều kiện rất là tự nhiên mà chúng ta không mất tiền. Nhưng mà để ứng dụng được cái phương pháp này thì đòi hỏi chúng ta phải thiết kế cái ao rất hợp lý để có thể ứng dụng được cái phương pháp này. Ngoài ra trong cái bể ương, trong cái bể nuôi á, thì chúng tôi thứ nhất là dùng cái chế phẩm đất hiếm, cái khoáng đất hiếm để bổ sung hàng ngày. Thì đất hiếm được các nhà khoa học bên Viện Năng lượng Nguyên tử khẳng định, nghiên cứu và khẳng định là sẽ tăng năng suất được 10 đến 30%. Ngoài ra thì còn chúng tôi còn dùng cái oxy nano trong cái ao nuôi và ương. Thì đối với oxy thì khi mà cái hạt oxy nó lớn hơn 50 micromet trở lên thì khi vào nước nó có xu hướng nổi lên. Còn khi hạt oxy có kích thước nhỏ hơn 50 micromet trở xuống thì nó có xu hướng chìm xuống. Và khi oxy mà chìm xuống trong ao thì nó oxy hóa toàn bộ các cái chất bẩn và các cái vi khuẩn sinh vật gây hại trong ao. Ngoài ra thì chúng tôi còn sử dụng cái hệ thống phản nitrat hóa. Thì hệ thống phản nitrat hóa là nó tách cái oxy, tách cái nitơ trong chất thải thành cái nitơ tự do và bay lên không khí. Thì ý tưởng này là do anh tiến sĩ Nguyễn Nhất, nhưng mà chúng tôi có làm việc với anh Nguyễn Nhất để ứng dụng cái phương pháp này. Thì đây là một cái phương pháp chúng tôi nghĩ là rất tốt. Và sau khi tách cái nitơ ra khỏi chất thải thì cái bảng còn lại á, là có độ kiềm rất cao. Và chúng ta có thể trộn với vôi và đánh lại cho trong cái hệ thống ao để tăng kiềm những nước ao và tiết kiệm chi phí. Thì đây là một cái chỉ tiêu rất quan trọng. Vừa rồi chúng tôi có được tập huấn bên Bộ Kế hoạch Đầu tư một cái buổi về tài chính bền vững. Thì đây là một cái xu hướng mới, xu hướng đầu tư mới và một cái khẩu vị đầu tư mới đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Đầu tư cho các ngành nông nghiệp và các ngành nói chung, tức là họ giảm cái carbon trong cái sản xuất. Thì đây là một phương pháp để chúng ta giảm carbon trong sản xuất, nhưng mà giảm được bao nhiêu thì chúng ta cần có một nghiên cứu sâu hơn để chúng ta biết được là cái lượng carbon chúng ta giảm được trong cái quy trình này là bao nhiêu. Ngoài ra thì chúng tôi sử dụng cái hệ thống thảo dược để phòng và trị bệnh cho tôm. Thì hệ thống thảo dược ở đây á, thì chúng tôi sử dụng mấy cái thảo dược quen thuộc. Thứ nhất là tỏi để kháng bệnh cho tôm, nó là một cái loại kháng sinh thực vật rất tốt. Nha nam cũng là một loại kháng sinh thực vật rất tốt. Ngoài ra bệnh gan thì chúng tôi sử dụng hệ thống các cái cây ví dụ như diệp hà châu, cà gai leo. Chúng tôi đang thử nghiệm một cái cây mà có cái hàm lượng acid nitric trong cái lá của nó là cao gấp 3 lần trong cái quả chanh. Và cái cây này rất dễ trồng, chúng tôi đã trồng thử nghiệm rất dễ sống. Và nếu mà cái acid hữu cơ trong cái lá này mà cao như vậy chúng ta cho ăn thì nó giảm được cái bệnh EAP. Tức là cái con EAP thì chúng tôi đọc tài liệu thấy là nếu như mà trong môi trường pH thấp á, cái môi trường pH của đường ruột của con tôm thấp á, thì nó không hình thành được cái giáp của nó.
và nó dễ bị tiêu thụ. Thì đưa cái axit hữu cơ vào trong con tôm, chúng tôi nghĩ là một hướng rất hay, và chúng tôi sẽ thực hiện theo hướng này. Ngoài ra thì chúng tôi trong cái hệ thống này, chúng tôi có dành khoảng 1 hectare thì chúng tôi dành khoảng 500 m² để nuôi cái con Cope Buddha. Thì con Cope Buddha này để làm thức ăn cho các con tôm giai đoạn đầu. Cái này chúng tôi đã thử nghiệm một cái đề tài khoa học ở tỉnh Sóc Trăng, ở Vĩnh Châu Sóc Trăng. Từ khi mà sử dụng con Cope Buddha cho con tôm ăn giai đoạn đầu thì chúng tôi rút ngắn được khoảng 10 đến 15 ngày trong quy trình nuôi công nghệ cao. Và con Cope Buddha là một cái động vật phiêu sinh vật mà có hàm lượng dinh dưỡng tốt nhất trong tất cả các loại sinh vật cho ăn hiện nay, cao hơn cả Artemia. Và chúng tôi đã nuôi thành công cái con Cope Buddha này để cho con tôm ăn giai đoạn đầu. Thì chúng tôi trong cái đề tài nghiên cứu thì chúng tôi đã thử nghiệm, và 75 ngày thì tôm nó về được 30 con trên một ký trong điều kiện ao đất và mật độ nuôi 100 con trên một mét vuông. Ngoài ra chúng tôi còn hợp tác với một cái đơn vị là có cái công nghệ xử lý, phân loại và cấp đông đóng gói con tôm ngay tại bờ ao bằng cái hệ thống xe lưu động này. Thì phương pháp này chúng tôi đang áp dụng cho con tôm càng xanh, vì chúng tôi đang làm cái chuỗi giá trị tôm càng xanh xuất khẩu. Thì hiện tại bây giờ có cái đối tác của chúng tôi bên Hàn Quốc, họ đặt cho chúng tôi là một tháng là 120 đến 150 tấn tôm càng xanh xuất khẩu. Thế nhưng mà chúng tôi chưa đủ cái vùng nguyên liệu, thì hy vọng trong cái diễn đàn này có ai quan tâm đến tôm càng xanh thì có thể là sau này kết hợp với chúng tôi để chúng ta làm vấn đề này. Cái này hay này, cái tôm càng xanh vừa rồi là sau cái dịch Covid là rất nhiều đơn vị rất là khó bán. Nên là cái đề xuất này của anh thì hôm nào ngồi lại với tổng cục để bàn lại với các địa phương ngay những cái vùng mà nuôi tôm càng xanh trọng điểm ấy, để tổ chức ngay từ đầu để thành cái chuỗi liên kết. Làm sau đó là nuôi ra, nuôi thời điểm nào mà bán ở đâu, theo tiêu chuẩn nào cho nó chặt chẽ. Còn cứ nói bảo bây giờ là khơi là có ai có tôm thì gọi đến anh, xong nay mai là chất lượng nó trả ra sao mà anh trả đi thu gom hết được các nơi nó lẻ tẻ. Thì ngay từ đầu ý tưởng là chúng ta phải tổ chức ngay một cái chuỗi liên kết luôn. Thì cái điều kiện của tôm càng xanh xuất khẩu đi Hàn Quốc, các đối tác của chúng tôi cũng đang ngồi tại hội trường này, xin mời anh Trang. Thì anh bên chỗ Hàn Quốc họ đặt hàng chúng tôi một tháng là 100 đến 120 tấn. Điều kiện là tôm từ 10 đến 15 con trên 1 kg, có chứng nhận chất lượng, có truy xuất nguồn gốc. Thì với cái phương pháp mà cấp đông tại ao, tại bờ ao này á, thì trong 3 tháng thì khi mà rã đông ra thì con tôm nó sống lại, nó giữ nguyên được chất lượng từ khi thu hoạch đến tay người tiêu dùng. Cho nên là cái phương pháp này chúng tôi đang áp dụng cho tôm càng xanh xuất khẩu. Sau xong làm phương pháp đấy với cái tôm sú rừng của mình này đi Hàn Quốc này, cái tôm sú của mình nhu cầu ở bên Hàn Quốc rất là lớn để họ ăn sống ấy. Mà có khi sử dụng cái công nghệ đấy cho cái tôm sú để xuất khẩu tôm nguyên con tươi có khi tốt. Xong cái tôm càng xanh thì chắc chúng tôi sẽ làm sang con tôm thú và tôm thẻ rừng mà nuôi quảng canh tự nhiên để xuất khẩu đi Hàn Quốc và Nhật Bản. Vì cái nhu cầu mà tôm tự nhiên ở Hàn Quốc và Nhật Bản nó rất cao. Với cái phương pháp đông lạnh này thì chúng tôi có thể giữ nguyên được chất lượng từ khi thu hoạch đến tay người tiêu dùng. Thì một số cái vấn đề cơ bản chúng tôi xin trình bày, nhưng mà cùng diễn đàn hôm nay thì chúng tôi xin có một số cái đề xuất. Tức là kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Tổng cục Thủy sản ấy là nghiên cứu đưa ra cái bộ tiêu chuẩn về con tôm thảo dược. Vì bây giờ có một đơn vị nước ngoài đang đặt cho Việt Nam về con tôm thảo dược. Cái thảo dược thì họ đưa cho chúng ta nuôi, chúng ta cho ăn 10% kg, 10% trọng lượng thức ăn trên mỗi bữa thôi, ăn suốt từ nhỏ đến lớn. Và nếu mà đến khi thu hoạch mà cái giá trị thảo dược mà đạt được cái tiêu chuẩn họ yêu cầu thì cái giá tôm tăng gấp 3 lần, họ mua gấp 3 lần. Còn không đạt được thì mình không mất tiền cái dược tiểu đó. Vậy thì Việt Nam tôm sú hay tôm thẻ? Đang thử nghiệm trên con tôm thẻ. Thì Việt Nam chúng ta là có cây thảo dược rất nhiều để cho con tôm ăn. Thì chúng tôi đã làm việc với Viện Dược liệu Việt Nam để đề xuất cái chương trình nghiên cứu này. Thì sẽ có cái đề xuất với Tổng cục Thủy sản. Nếu như bộ mà và Tổng cục có cái bộ tiêu chuẩn về tôm dược liệu này, thì chúng tôi nghĩ tiếp cận theo hướng này sẽ dễ dàng hơn tiếp cận theo hướng tôm hữu cơ. Vì tôm hữu cơ người dân áp dụng rất khó. Nhưng mà tôm thảo dược này thì cái giá trị hôm nào phải ăn thử xem nó thế nào rồi mới xây tiêu chuẩn được. Chứ bây giờ nói thảo dược mình còn chưa biết con tôm thảo dược nó thế nào sao xây tiêu chuẩn được. Đây là ý tưởng đề xuất thôi, nhưng mà muốn có được thì chúng ta phải nghiên cứu nhiều nữa.
Thứ hai là... Cái ý kiến này rất hay đấy. Vâng. Đáng để suy nghĩ để chúng ta làm, vì bây giờ là chúng ta đi cạnh tranh về số lượng không được thì ta phải đi sâu vào chất lượng, đúng không? Nhưng làm những cái hàng độc, hàng lạ, làm ít nhưng mà giá trị cao, còn hơn là chúng ta cứ làm nhiều thì chúng ta chịu cái sức tải môi trường nó rất lớn. Thì cái này là một kỳ, chúng tôi cho một kỳ hướng tiếp cận nó dễ dàng hơn con tôm hữu cơ. Người dân mà chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng được. Và cái điều kiện ở Việt Nam là cây thảo dược rất nhiều, chúng ta trồng cả các loại cây thảo dược để cho tôm ăn rất rẻ, mà có khi không phải mất phí nữa cơ. Được rồi, hay đấy, báo cáo anh nào thì anh em mình sẽ hôm nào cho xin cái địa chỉ với điện thoại đi nhá, nhắn nhà mình cái thằng này nhé. Vâng. Có mấy cái mà cũng phải nói là gợi mở mà tôi cũng đang trăn trở với khu vực đồng bằng sông Cửu Long hiện nay là anh này sử dụng cái ao nuôi rong nuôi tảo. Thực tế là cái rong tảo hiện nay, cái rong câu của mình ấy mà chúng tôi đang phát triển để muốn chế biến nó để nuôi con bào ngư ở miền Trung trong những cái mùa mà nó không có rong ấy, thì hiện nay là cái rong câu chỉ vàng ở các cái ao nuôi tôm, mà đặc biệt ao nuôi tôm Quảng Canh của mình ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long này chưa được khai thác, chưa được tổ chức sản xuất thu mua sơ chế để biến nó trở thành một cái nguyên liệu thức ăn cho một cái đối tượng như chúng tôi đang muốn phát triển con bào ngư. Thì cái này cũng mong các địa phương và bà con là cùng suy nghĩ với Tổng cục Thủy sản để trong cái thời gian tới chúng ta bàn cái cách nào để chúng ta thu gom được cái này, để chúng ta biến từ cái chỗ mà chúng ta đang giá trị rất thấp để phát triển con bào ngư. Nay mai bà con thấy là vừa rồi là nuôi cua lột ở Hà Nội, nay mai là có cả mô hình bào ngư ở trong thành phố Hà Nội luôn. Nó như là kinh tế tuần hoàn để nâng cao cái giá trị lên, thì những cái mùa mà không có rong ấy thì cái rong mà đang chế biến này có công nghệ để có thể là phát triển được. Cái thứ hai nữa là anh có một ý là doanh nghiệp anh không sâu lắm về oxy, nhưng anh đưa ra cái oxy là bao nhiêu đấy thì nó chìm, xu hướng chìm bao nhiêu thì nó xu hướng tăng. Thế nên nhân nói về chuyện oxy thì mời anh oxy ở Huế về Tonic trình bày xem là bây giờ chúng ta coi như là nano cỡ nào thì nó chìm, mà nano cỡ nào thì nó coi như là tăng lên. Vì cái câu chuyện này không phải là oxy, mà cái câu chuyện hiện nay chúng ta đang vận hành cái hệ thống quạt nước, hệ thống sục khí làm sao cho nó hiệu quả. Chứ còn bây giờ chúng ta nhìn thấy nhiều cái ao đã nuôi ao đất rồi, điện thì câu đuôi, quạt thì cứ en chạy, tôi chả hiểu cái đấy nó có lên oxy không hay là nó chỉ là tốn thêm điện. Thì những cái đấy là những cái mà nó rất là chi tiết để anh em phải phân tích để chúng ta liên hệ đấy với cái thực trạng hiện nay đang sử dụng oxy và quạt nước.